Hello, con bác thì mày chưa nào start sự kiện không? Chung của ra. Thank you.
Ok, vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang người thứ ba, Tank Stars, Tank Hero, Up Studio. Let's go. Sẽ có biết được không? Để mình kia. Thank you.
와, 박수 아니야. 와, 너 타버렸어? 와, 오 마이 갓. 일단 좀 세다. 상 셀라이 샘 치셀라이 내가 봐 하고 가고 到底没写券商的跟嘟嘟 I grip for
Og det er det, man selv ikke kommer værd på, at man tager det. Zilová kry. Dere som er det. Som er. Và không bẩn, ok. Thank you.
Så kế vào bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Quên đi. Tiếp tục rồi. Bên đi. Em đi cho mấy chị. Let's go. Chào tụi bay. Một vùng bí trợ. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. So vào đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 6 món đồ. Who put this here? Who put it here? Oh my god. Oh my god. Joey, what were you doing? What were you doing? Món đồ đầu tiên.
hoạt động thứ hai. Okay, that's all of them. Tiếp tục là bài Begun in Yellow. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ lấy một hộp sữa cho cô bé này uống nào.
con bé này tóc hơi tóc. Rồi. Watch TV on the sofa. Wow. Em bé lại khóc rồi. Xem nào. Oh, kiss me. The boss. Tôi là boss à? Nghiêng ngả rồi.
Ok, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng. Frank tờ 3 đây. Sẽ kéo lại xem. Why does my face feel so warm? Oh no! Oh, I look like... Never refuse, reuse. Wow, bọn ta đi nhặt rác. Có vẻ rất yêu môi trường. This seems to be getting lighter. I can do this. Never refuse, reuse. Never refuse, reuse. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.